kênh nhà đất Bà Rịa Vũng Tàu xin kính chào tất cả anh chị. Em là Điền đây. Hiện tại trước mặt anh chị đây là cái đường nhựa đi ra quốc lộ 55 anh chị. Quốc lộ 55 đó mình đi Sài Gòn được và đi Bình Thuận được anh chị. Em xin giới thiệu anh chị một lô đất nằm ngay xã Bưng Rền, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu anh chị. Đây phía trước mặt anh chị đây. Đi tới đây có ngã ba, mình rẽ ra bên tay phải mình sẽ đi ra quốc lộ 55 anh chị. Thì đi ra từ đây mà ra đó khoảng là một cây hơn tí anh chị. Thì ra tới đầu đường quốc lộ 55 đó là ngay trung tâm huyện, trung tâm xã Bưng Rền luôn, ngay chợ, ngay ủy ban trường học Tức Tân Đực ở đó anh chị. Và phía sau đây anh chị đây là cũng đường đi ra lại quốc lộ 55. Tới đây có một ngã tư, mình cũng rẽ ra đây, mình đi quốc lộ 55. Cái mặt tiền đường của anh chị trước mặt đây là mặt tiền đường nhựa rộng 6m anh chị. Và chỗ mình thì đã làm hai mương nước hai bên rồi, có cổng thoát nước rồi. Rồi đây anh chị, em xin giới thiệu với anh chị cái lô đất của mình đây. Là hiện tại đất mình là ngang là 16m anh chị. Ngang là 16m từ cái vạch sơn đỏ này. Vạch sơn đỏ này qua bên cột bê tông bên này chị. Là 16m. Trong sổ đúng của nó là 16m1 anh chị. Sâu 66m. Sâu hết, nói chung là hết cái rào cọc này luôn. Hiện tại trên đất mình là đất trống, nhưng mà có một xíu là người ta trồng nhờ mì á anh chị. Khoảng đất mình thì tổng diện tích khoảng hơn một sào tí anh chị ơi. Hiện tại cái quy hoạch của mình là quy hoạch phủ hồng, nhưng mà đất mình chưa có thổ cư anh chị, lên được thổ cư. Có dính một xíu ở phía sau là đất trồng cây lâu năm. Từ cái chỗ mình, cái chỗ vị trí này mình đi ra khu dân cư cũng gần đây. Hiện tại dân cư ra tới đây là gặp khu dân cư là xíu, em sẽ bay lấy cam cho anh chị xem rõ hơn. Đất mình thì đang có đường dây điện một pha đi ngang qua, và dây điện sử dụng gia đình 220, và có ở trước đây nói chung là không đi ngang qua đất mình, điện trung thế. Cái xã Bưng Rền của mình á thì giáp với lại xã Bông Trang, xong tới xã Xuyên Mộc, rồi mới tới thị trấn Phước Bủ. Và từ vị trí của mình đây thì ra cái huyện, trung tâm huyện cũng như là thị trấn Phước Bủ thì khoảng đâu đó là 5 cây số anh chị, 4 đến 5 cây số. Và có cái Bưng Rền mình á, đặc biệt là có một cái đường ven rừng, mình đi thẳng xuống biển Hồ Cốc anh chị, cũng gần anh chị. Nói chung là cái đường đó cũng nổi tiếng lắm anh chị. Được cái xã Bưng Rền mình thì được cái là cũng gần biển, đi ra khoảng là 5 cây số 6 cây số thôi. Rồi mình ra cái quốc lộ 5 mình đi xã Bình Châu cũng gần anh chị. Chung Bưng Rền mình là xong rồi, giáp với Bình Châu rồi. Đi khoảng đâu đó vài cây số nữa là tới, từ vị trí đất mình là đi vài cây số là tới xã Bình Châu anh chị. Gia chủ mình đang kêu bán cái mảnh đất này là 2.6 tỷ nha anh chị. Khoảng đâu đó là 160 mét mặt tiền. Cứ 1 mét là 160 triệu anh chị. Giá này thì gia chủ mình chắc cũng bớt là giấy tờ.